Đó, bây giờ là nói trước khi video này là bây giờ Khải mới mua cây kiếm này 1.3 triệu. 1.3 triệu cây kiếm này cấp 9 anh em, 44, 15, 73. Đó, nhìn đẹp rất đẹp. Khải đang muốn thành cái nỏ và được đi ta Nguyễn với lại Trình donate được đi ta thì 500 này, Trình 100k là hết 600k rồi. Là tầm donate được Khải 10 kim rồi. Đó, còn lại của Khải giờ vấn đề là giờ đi ta Nguyễn bảo là một phát một lên nỏ là được 2 triệu nữa. Đó, anh em làm chứng này. Vô nha. Đúng rồi anh em. Đúng rồi, cấp 9 thôi anh em. Giờ anh Khải định ép lên cấp 10 mà anh em bảo là đợi cấp 9 nó dở lên hơn. Thì lỡ đâu nó là dở hơn lên thiệt ta. Tại vì hồi giờ Khải chỉ thường thường không binh, Khải chỉ không binh đồ cấp 10 không à. Còn cấp 9 nó giờ chưa đụng lần nào luôn á. Rồi ok. Đó, không đỡ nói chuyện dài dòng nữa. Vô. Vô vô này anh em, vô nha, vô nha. Trình 3 xị nữa hả? Ok nè. Mọi người gom thủy tinh đi, mọi người bán Khải cứ 200 xu. Đây. Đây, xin cái nó này, bắt đầu vô. Không đỡ anh em chờ đợi lâu. Ơi. Em chưa ăn rồi, ăn event chắc em phải gán kiếm cái hóa binh lại. Hóa binh hạt để phá 900 xu. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà cái dòng 900 xu nó phải bao từ lần thứ 3 lần thứ 4 vậy nên là quất hết à. Ăn đi bộ em, tôi đang ăn bộ em. Bộ em ơi. Dạ. Rồi, vô. Tôi đang ăn nè. Tôi chờ gái tôi ăn nè, ăn liền nè. Chưa, em đang nhà tẩu. Bữa clip kia mình làm mình đợi gấp nào ta? Gấp nào ta? Cấp 9 sao ra khổng tức linh à? Ra chứ nè em, sao mà lại không ra? Là không phải khổng tức linh, tên của nó là cái gì ấy? Cái đỏ cấp 9 không phải khổng tức linh. À, đỏ cấp 9 là chết mẹ là giá là sai số rồi. Xin khổng tức linh là sai số rồi. Đó, thành công. Thành công nha anh em, để biết cái gì nha anh em. À, cứ một lần phóng binh đi, tôi donate cho 100k. À, ok này. Đó, anh em thành công nha, thành công là anh em chúc mừng này. Đó, không cần xem giờ anh em cứ cho một like chia sẻ tiếp tục anh em ơi. Nếu mà thành công thì thôi, thành công thì nhận luôn 2 triệu của đi ta Nguyễn. Đó, thành công nha anh em. Có bây giờ anh Khải phải mạnh dạn đọc số tài khoản lấy 2 triệu luôn chứ không cần xem. Đâu, hay là mình mạnh dạn lấy luôn 2 triệu ra. Thành công mà kìa. Thành công mà. Lấy 2 triệu rồi đây ạ. Được hay không? Trình mơ mô 100 nửa ca nhé. Ok Trình này. Vô. Tiêu. Đồ. Tiêu. Tiêu từ độc lộn rồi. À mất 2 triệu rồi. Má tuần đầu tiên lỗ rồi. Ok. Mua phóng bình tiếp anh em. Ai da, thành công là thấy phé rồi anh em. Thành công là thấy phé rồi. Ông ra ra cái tiêu trời ơi. Không coi. Làm như làm mình phải ra cái nỏ mình mới xài được anh em. Mình phải ra cái nỏ thì mình mới xài được. Khải mua hóng binh hả? Ok này, à, anh em donate rồi đúng không? Khải tiếp tục mua hóng binh. Mua hóng binh thật. Giá 700 xu là nó bán đầy đúng không nè? Không, chứ em bán anh 900 xu cơ. Qua em K1 luôn. Nhanh. Qua nhà nó ra thế giới quá trời nha anh em. Không, em đợi vô. Lần thứ 3 là tư em bán 900 xu. Anh em giờ mua hóng binh em ơi. Lại ép cái gì á anh? Ép cây kiếm em ơi. Cây nỏ em ơi. Có đang like mà xịt rồi anh em ơi, mất 2 triệu của đi ta Nguyễn rồi. Không thấy thành công mà thấy thích rồi anh em, mới thành công mình thích vãi lên. Đúng rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, đỡ Khải mua rồi. À tự nhiên buổi trưa mình hỏi đi còn vất mẹ cây kiếm. À được rồi. Côn. À mình có cái tiêu. À mình đưa cái tiêu lên cấp 10 đó anh em. Từ á. Má đéo ép cấp 9 nữa. Xui quá. Không nhưng mà mình có phổ thì ép lên. Có phổ mà. Má đưa ép cấp 10 này mày. Đéo cấp 9 xui quá. Lên cấp 10. Để không chơi cấp 9. Đưa tiêu lên cấp 10 anh em. Được rồi, đưa cái tiêu lên cấp 10 nha. Vật khám nạm, bắt đầu khám nạm, đưa lên cấp 10 nha anh em. Ủa? Đâu ta? Vật phẩm khám nạm này. À, vật phẩm khám nạm. Ủa sao bỏ cái tiêu giống được ta? À đây. Chết mẹ, mất mẹ cái tiêu rồi. Thôi xong. Má, chết luôn. À, lần điều cấp 10 nha anh em. Nên tiêu cấp 10 nha anh em. Nói chứ có phổ mà, có phổ đánh cấp 10 dở ép hơn anh em. Đợi cấp 9 làm gì. Máy mới công quạt cái nọ, nó bán cái đồ phổ nọ. Nó bán gần 2 kim lận anh em, thốn lắm. Rồi ok.
tiếp tục đó, nói chung là phải mấy đơn là cấm mở nha. Đồ phó đó, đồ phó nào bán hai kim bán 800-900k à? Phải mua vậy. Không, nói chung là anh em ủng hộ thôi. Nói chung là Khải cũng đã sợ rồi mà, Khải ép xấu lần không lên là Khải đã sợ rồi. Lần này là anh em ủng hộ á. Vui thì mình tạo điều kiện cho anh. Đúng rồi, anh em vui. Tạo live show thôi anh em. Ờ, tạo live show anh em xem chứ còn. Không phải nói điều nữa, em bán kiếm em tiếc lắm đấy chứ em không phải là không. Tôi đang ngồi tí 15 phút sau quay lại. Ok đi ta nghiện nè. Em không phải lời, em đang muốn chơi vãi lộn. Khải sẽ làm lại clip cho đi ta nghiện xem. Còn xíu hả? Dỡ ra không? Rồi ok. Ok. Xin cái nỏ, xin cái khổng tức linh nha anh em. Lần này là xin cái nỏ. Có cái nỏ 540 nè. Xin cây khổng tức linh. Có trà. Nha anh ơi. Xin cây khổng tức linh nha anh ơi. Ở đâu? Rồi anh em, tiếp tục cuộc hành trình hống binh. Tiếp tục cuộc hành trình hống binh nha anh em. Bây giờ đây sẽ là lần thứ 2. Hello Huyền Official. Hello Thiền Tâm, hello Minh Hiếu, hello anh em nha. Hello Phiêu Bạc Giang Hồ. Tối nay hẹn trên quả nha anh Khải, ok em. Rồi ok này. Bây giờ Khải sẽ bắt đầu hống binh anh em. Tiền vạn đầy đủ, các kiểu đầy đủ. Rồi ok. Khải sẽ đổ hai bộ hai bên. Đủ chưa ta? 1, 2, 3, 4, ok. Khải sẽ hống binh là hai lần nha anh em. Vô. Rồi xin cái nó. Xin cái nó. Xin cây khổng thức linh. Xin cây khổng thức linh. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. À, xin khổng thức linh. Mình sẽ bỏ góc trên, để bỏ giữa nữa nè. Xin cây khổng thức linh. Như vậy. Đủ má lần này, thất bại anh em, chết mẹ này. Mất 100k. Thất bại, trụ xanh, trời ơi, má đen vậy trời. Hôm bữa cũng vậy, hôm bữa Khải nhớ lần 2 cũng thất bại, vãi luôn. Hôm bữa Khải nhớ là lần 2 với lần 5 thất bại nha anh em. Đủ xanh hai lần thất bại rồi. Chết mẹ, đừng nói lần này giờ kiếm thôi, anh máu luôn. Em đi ngủ thôi em sao? À... Mọi người có tin là em đi ngủ thôi, đi ra mất kinh nghiệm em không? Trời ơi, mấy lần này thất bại anh em ơi, đen quá. Xịt rồi anh em ơi, xịt rồi. Xịt rồi, mất 100k này. Chờ khi có chúc mừng năm mới rồi ấn hả? Chờ khi có chúc mừng năm mới rồi ấn. À, có hai con kỳ lân lên đúng không anh em? Anh em có hai con múi lân đúng không anh em? Chúc mừng năm mới hả? Ủa hai con đó là mất tiêu rồi. Mít anh em ơi, lần 2 mít anh em ơi. Giờ lần 3. Đập đồ. Nó đang chơi đồ anh em ơi. Chù quá. Đập đồ mà tâm đập đồ mà coi bói rồi tùm lum đó. Đó. Thấy chưa vậy? Lần này về sông đao hả? Đồ, má lần này về sông đao chết luôn anh em. Anh em cứ phán mấy câu chết tôi. Anh Thiện đâu rồi? Chết rồi anh em ơi. Đen rồi anh em ơi, đen rồi. Lần 3 không biết lần 3 không biết lên nó đi ta nguyện có ủng hộ 2 triệu không nữa. Không, từ từ. Đợi anh Khải hoán lần 3 đã. Đúng rồi. Không biết bây giờ lần 3 này anh em. Lần 3 đi ta có đồng ý ủng hộ cho 2 triệu không? Không báo rồi. Xem cái tiêu ok anh em, má cái tiêu này Khải chuyển thằng nó thì Khải đánh bao sập server luôn anh em. Khải đánh tốn kim chứ sập server luôn anh em. Sập server luôn. Bắt gà chứ làm gì. Ula đi chỗ khác đi em. Ula la nè. Em đừng đứng chỗ anh em ơi. Em qua nếu chỗ khác mà anh cái. Đúng rồi. Người kia Ula Bibi đây là người khác chơi nhé. Không phải em đâu ấy. Đỡ anh yên ổn xíu em. Xíu em. Đó anh em gửi xuống 079 nó còn còn. Lần 3 ra kích. Có linh cảm ra cây kiếm. Anh em Khải Khải cho tiêu được cái đó rồi, Khải ơi. Hả? Thả dòng rồi có đâu nữa. Để em nhanh nhá quá. Em hên được cực kỳ. À em luôn. Có lù mà, có lù mà. Ơi, 15 thứ 3. Em không bóp lần thôi bị hên, em toàn là đồ không á. Bị che rồi á, đâu có chi gì đâu ta. Em xem này, đâu có chi gì đâu ta. À, đủ xanh, đây. Ôi trời. Avatar anh hết rồi. Đó, anh em thấy chưa? Đó, cái tiêu. Tiêu nô 1 server, nãy là cái kiếm nha anh em. Nãy là cái kiếm Khải đập phóng 1 ra tiêu, bà mẹ nó chứ. Một lần mít anh em ơi. Một lần đập là tốn hơn 100k anh em. Một lần đập tốn hơn 100k. Biết rồi nhưng mà này sao không thách ra đi. Khủng máu quá anh em ơi, khủng máu quá, đẹp quá.
xin xỏ nó rồi, nó không cho nó đâu. Bị kéo ra chèo không thấy gì hả? Được chưa anh em? Phải kéo nó rồi đó. Đó. Ok anh ơi, Khải sẽ tiếp tục lần thứ 3. Trước khi vào lần thứ 3 thì Khải đi vệ sinh đi đái ỉa xíu anh em ơi. Má đứng một chỗ nãy giờ, ông này ông thấy thúi quá, ông đếp cho lên. Hey. Em nói em hên, em mới lên mà anh chửi em thúi. Tiếp tục mình sẽ quay lại á. Sau khi mình lên phần tường mình đái ỉa, mình đi toilet xong rồi anh em. Đó, mình bây giờ mình mới ra tường dùng bắt mình bút tiết ảnh cái mình vô. Đó, cho nó có may mắn. Vô. Quốc nha, lần 3 nha anh em. Mời được một ăn 5 đây mọi người. Sao một anh em sao? Vụ gì? Giờ anh em vừa đón này, ai một anh em. Đây đâu? Đây đâu? Giờ ai ôm nè, một chúc mừng năm mới. À ok. Khải đợi ý thấy có cái chữ chúc mừng năm mới rồi nha. Tao này, kiếm này, chùy này. Cởi đồ ra có khi nó lại lên nè. Đồ cởi đồ ra làm con lên đảo. Không được. Không được anh em ơi. Anh em ơi, lần này bắt đi đang ai ta? Hai cái. Quốc đi, xin lâu quá, đợi chút em ơi. Ác đó ra rồi, lát khác mới ra. Anh Khải ơi. À đồ ác này ra rồi phải lấy ác khác à? Anh em hồi giờ anh em có kinh nghiệm hướng binh không anh em? Anh này hoàng nhận không? Nhận cái gì? Đâu ai? Trong xuống đao, trong xuống đao. Cởi đồ ra mới nhận cớ. Bây giờ nè, có bao nhiêu món? Thì cứ mỗi thằng chọn món chặt xuống. Tí vô tù hết nè. Tí vô tù hết á. Bất giỡn anh em. Anh em đừng làm vậy. Vô tù quá. Không được chơi cơ bạc anh em. Rồi. Bây giờ không là tí nữa là em đừng anh em đừng đọc tên. Anh em cứ nói bình thường thôi, đừng đọc tên nhân vật. Mờ mờ hồi quảng cáo gặp chị vô. Ok vô. Xin cây khổng thức lên. Xin cây khổng thức lên. Má. Xin vẽ xong đao đi. Xin cây khổng thức lên. Cái đao. Đồ má sao nó hiện chữ chúc mừng năm mới ta. Chết mẹ ơi. Chết mẹ ơi. Chết mẹ ơi. Chết mẹ ơi. Hề luôn. Đưa đao. Thấu nha. Đưa đao nha. Lên. Bây giờ đao ai đặt vậy? Lên mà chưa biết cái gì em ơi. Mà cái này do nhân phẩm thôi, chỉ có điều hóng đồ cấp thấp đỡ mất nguyên liệu hơn. Cấp thấp cấp 10 nó không như nhau mà anh em. Cấp là như nhau. Ây chà, không biết cái gì đây. À, anh em song đao huyền thiết kiếm rồi á. Đủ anh em toàn dưới đầu không anh em. Anh em ra khổng thức linh dùm cái anh em. Anh em chắc khổng thức linh dùm cái anh em. Bỗng song đao, trời ơi dùm toàn song đao vậy. Chắc rồi. Chắc tôi cái đao đủ má chết mẹ ơi. Trời ơi cái đao giờ sao mình sai. Chết mẹ đủ má chết mẹ. Sắc tiền anh ơi, sắc tiền. Má cái đao ra tiền anh em ơi. Tiền kìa. Anh ơi sắc tiền. Má cái đao ra tiền, cái đao ra tiền. Cái đao no 1 server anh em ơi. Ôi anh ơi, anh trai chơi thế xanh chín nha, em chơi xanh chín đấy nha. Anh. Tối. Nè cái đao này á, số 1 server nha anh em. Em dự án kinh dừa. Này. Đó. Từ má cái đao. Anh Khải ơi, tên xong là ra tiễn. Anh tin em tên xong là tụ tiễn. Tên xong ra tụ tiễn hả? Má chật. Má xong ra tụ tiễn luôn trời. Chứ cái đao này bán phải ngon tiền hơn cái tiễn luôn ấy. Cái đao này bán hơn tiền luôn anh em. Chắc chắn cái đao này thừa sức hơn cái tiễn luôn nha. Hơn tiền giá tiễn luôn ấy. Em xem cái đao này, được thầy bớt em xem. Má ra cái đao trời. Cái đao này là nếu mà bán là lời chắc luôn, không lỗ. Nhưng mà muốn kiếm lại cái cây nỏ giống vậy hơi khó nha Khải. Đúng rồi, má. Nè anh em nữa, Khải đi thế giới cho anh em ơi, Khải bớt cho xem. Em làm cái đưa đao á, em cứ tin em phát nữa. Anh em xem cái đao này, má nhìn ba vài lộ. Không. Em ăn cơm anh ơi. Đúng rồi, cái này con lôn nó chém thôi, khỏi nói luôn. Tầm này vô nó chém tao nắc server đó. Cánh full lag chém nắc server. Đây này, Khải ra thế giới này em xem nè. Mà giờ tóc 20 đâu ra server không có đâu, đừng có mộng. Thiệt. Server không có tóc đâu. Vào tống kim là đạt tóc 201 rồi. Đâu vào tống kim là đạt tóc 158 rồi. Là cầm cái đầu tóc 20 vô cổng là mua hai cái lỗ lắc. Lắc bằng cái lắc bằng cách hơn.
không tao bán sao ra giá đi má, ngờ tưởng bạn hỏi giá bán sao ra giá đi má. 5 triệu mua nhiều cứ vì cứ cho giá được mình BM lại 15 kim cấp 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 15 kim đi đi nha. Lộn hàng đúng không? Chắc nhầm hàng hả? Nhầm hàng rồi. Má cái đao mà cái 15 kim thu. Đồ này cây kiếm người ta mua đã hơn 18 kim rồi. Cây kiếm này là mua 18 kim rồi. Chưa có ăn 3 phát xịt đúng không? Đúng rồi, 3 phát xịt chưa tính tiền nó thành đao nữa. Chưa nói nâng cấp đến cấp 10. Chưa nói nâng cấp 10 nữa đâu. Cảnh quá, hello Dũng nha em ơi. Đúng rồi. Mày dạ tăng quà đi. Nói chung là từ từ nè em ơi. Má hôm nay chơi phát nữa đi. Chơi phát nữa hả? Giờ mua phóng binh không có này chứ. Rồi ra mua phóng binh tiếp. Thì sẽ đập phát phòng từ sốt luôn. Mua có bộ thủy tinh thì ăn luôn, hoán binh trong shop luôn. Đồ à, anh em khô méo nha. Vậy bán chứ không hoán nữa à. Đồ không biết hoán được hay không anh em giờ. Khải nó muốn hoán nè em ơi. Khải muốn hoán được kiếm cái nỏ nè em ơi. Khải nó muốn chơi đọc server nè em ơi. Má 3 phát rồi. 3 phát hết 400.000 rồi, 400.000 rồi. Thôi, làm phát nữa, làm phát nữa. Má. Làm phát nữa nha. Đậu xanh cho bỏ cái đao luôn, đéo thêm cái đao luôn. Đậu xanh. Cây. Ừ, ok này, đó ủng hộ bộ thiếu tinh là tôi chơi luôn này. Tôi mua trên shop luôn. Tương Dương bán ngựa nè anh em ơi, ai vậy? Rồi ok, chơi thiếu một phát nữa anh em ơi. Đang đây lên. Nè, giao dịch mới rồi. Ok rồi lên. Má cái nào. Em ủng hộ cãi anh em ơi, nổi anh em ơi. Nổi đi anh em ơi. Hóng tiếp đi Ado, đi ta ủng hộ mạnh đi anh. Đi ta đi ủng hộ mạnh đi à. Má nghĩ sao cái kiếm mình mua cái kiếm đã 18 kim rồi. Mình đập lên cấp 10. Mình đập được ra cái đao mất 3 lần lên. Má bèo bèo cũng phải hơn 20 kim mà nó trả mình 15 kim. Vừa hết thì mình nói chuyện. Hết muốn nói chuyện rồi. Nhưng mà tay anh rung chưa? Tay anh mà rung chưa thôi. Bên 6 phát mà này mới có 1 3 phát rung rồi nè. Ok, má xúc không minh một kim trên shop luôn. Mẹ khô máu luôn. Kim còn nhiều lắm nha, hết thì mua nha. Ừ, kim còn nhiều lắm. Đây, làm cái thứ tư nha. Hóng kiếm 2 triệu á. À, cứ lên nó là kéo 2 triệu đúng không? Đi ta nghĩ rồi. Ông này ông khô máu lắm chứ, ông này cũng một fan đường môn này. Anh em thấy không? Đi ta chơi khô máu anh em. Đúng là idol của anh em luôn á. Đi ta Nguyễn cứ bảo là hóng binh đi, lên nó có 2 triệu. Má nói dài mà ai cũng hóng ta. Đúng không anh em? Đi ta chơi khô máu vậy mà mình phải khô máu chứ. Rồi. Khô máu. Mua hóng binh này. Rồi Khải đường Thí Dương mua luôn cho anh em xem cho mấy con bảo Khải là hóng binh đâu ra nó dốc nữa. Khải đưa không con Thí Dương nó mua luôn nè. Một kia mua trên hóng binh nha anh em, mua trên kỳ dựng chắc nha. Thử nha, lấy tiền dạng nào. Đó, 3 phát này. Lần này sẽ là phát thứ tư. Lần này sẽ là phát thứ tư nha anh em. Lần này mà không lên chắc ộp livestream luôn anh em ơi. Lần này mà không lên chắc ộp livestream luôn anh em ơi. Đúng rồi, cái này nó một server mà. Làm gì có được cái đao nào mà tóc được sát thương như này được. Không có, server không có. Có tóc thì sát thương 10-15 thôi, không có nhiều đâu. Rồi, một hóng binh cho anh em nha. Cái gì? Anh em nói gì? Lên 3 triệu rồi hả? Đâu đâu coi. Làm gì lên 3 triệu anh em? 2 triệu thôi à. Ra nỏ 3 triệu lần cuối. Ui à, ra nỏ 3 triệu lần cuối nè em ơi. Rồi, đó. Ra nỏ 3 triệu lần cuối. Ok này, ra nỏ 3 triệu lần cuối đúng không? Bàn thờ gần đấy không? Bàn thờ gần đó. À, 3 triệu lần cuối cho mình hóng binh anh em ơi. Đó, má cái đao này nếu bán cái tiền không anh em, hơn cái nỏ luôn á. Mà thôi. Nhưng mà bán không được 3 triệu đâu nha. Ừ, mà bán không được 3 triệu nhưng mà hóng binh ra là được là tặng 3 triệu mà, được tặng 3 triệu mà. Còn không thì mất 100 ngàn nha. Ừ. Lấy... À, em đầu ra khổng tư linh đi. Mày
Mà em ra em thắp nhang em ơi, anh em chờ em chút nha. Em ra em thắp nhang bàn thờ xíu ạ. Chờ em chút nha, em đi cầu nguyện xíu anh em ơi. Anh em chờ em chút 30 giây. Chờ tới nha anh em. Nó nói giỡn em với Khả đi vệ sinh cái anh em ơi. Khả đi vệ sinh cái. Lại vệ sinh. Em á, xuống đi. Em đâu? Em là chú ba nha. Chú ba bên nghe lông nha. Chú ba nha. Với lại chơi hạt, chú ba với số tính nha. Rồi ok. Thêm kèo nữa kìa, ra nổi 10 kim à. Khải thấp hương à. Ờ Khải đi đi tiểu nè em ơi. Bảo này ra lỏ em tặng 10 kim. Ai nói? Ngọc Bảo này. Ngọc Bảo trên đó. YouTube à? Ra anh nói em tặng 10 kim, ok Ngọc Bảo này. Rồi Khải lấy tiền dạng nha. Ra nó tặng 10 kim. Kèo căng. Má ba phát rồi em ơi. Ba phát rồi em ơi. Kèo nó hơi bị căng em. Chắc đi gọi đâu chỉnh lỡ, chỉnh tỷ lỡ. Hôm nay đều xin rửa tay nọ ngay. Hôm qua cũng vậy, hôm qua cũng đi vệ sinh xong vô nọ liền mà anh em. Đó, vô nọ ngay. Rồi, tiếp tục, lần thứ tư. Lần này mà thành công sẽ được 3 triệu với lại 10 kim. Đó à. Ok nha. Lần này mình vẫn là xin cây nỏ thôi. Xin cây. Tô Tính hả? Tô Tính là con trai hả? Khổng Tước Linh. Đi làm gì có con gái đâu mà phải hỏi. À, ok. 300 nữa. À, em lừa đi đổ kim lắm. Đủ không? Còn kim, còn kim đó không? Đưa em lại 200. Rồi, bị hoang nha em ơi. Ngại coi. Lần này là lần thứ tư rồi em ơi. Này lần thứ tư rồi em ơi. Xin cây khổng tướng lên. Xin cây khổng tướng lên em ơi. Rồi ok. Là chẳng hay 2 kim đúng không anh? Thành công. Thành công. Thành công. Thành công. Xác định một là tới bến ra nọ luôn. Hai là đợi đâu bán. Cứ vài chuyện nha Khải. Ok Khải đã tới bến mà anh em. Khải nói là Khải không muốn bán anh em mà. Khải là Khải muốn chơi đọc server. Nó là cái nỏ này sẽ phải thuộc về Khải. Bao nhiêu tiền không đâu. Nó thiệt luôn. Ngọc Bảo tặng Liên Cà Phơ mạnh dữ đại ca. Ok anh em. Ơi. Kích. Mở bát đi. Mà cho rồi. Kích anh em ơi, thôi đi ngủ anh em ơi. Tối không bình tiếp. Má lần này đen quá. Rồi, kích rồi. Thua. Kích thua. Má đã kích chắc đường má nọ đào thích nữa giờ càng chỉ cái nọ thôi anh em ơi. Thôi, đã coi chắc là offline stream rồi. Tối online thì online làm tiếp anh em ơi. Dứt cái nữa. Hả? Dứt cái nữa hả? Đồ. Rồi, ok, dứt cái nữa. Nào đưa ba bộ thủy tinh đi ủng hộ cùng quán binh nè. Ờ ok đúng rồi. À wow. À anh em trong ban ủng hộ cục hón binh là ok này. Đấy. Trời tự nhiên sao mà mừng dữ ta. Anh em ủng hộ thấy vui và mang luôn anh em. Của tôi thêm vương kích của tôi. Thêm kích của tôi. 3 triệu, kích 3 triệu anh. Kích này là em lên nó là được 3 triệu anh mà đéo lên này. Má. Chết. Rồi anh nào cho em cái cục hón binh tường dương bắn người giùm em đi. Ai có thì tên không anh em? Kiếm đi lên đây, kiếm vương kích hai cái này được. Được chứ, sọt là khỏi chạy luôn anh. Chúng cái chết luôn á, khỏi chạy luôn. Đến người solo cầm gấu kìa. Ơi, là Khải mua giá nha. Nãy cái đao á, cái đao bán ra chắc còn hơn 30 kim mà không bán. Khải muốn lên cái nỏ này mày, nói chung là không bán đâu, cái này Khải không bán đâu. Bây giờ Khải sẽ mua thị tinh. Anh em băng mình ai còn một bộ thị tinh không anh em? Còn bộ thị tinh. Có hàng về. Khải hỏi thôi. Anh mua mày bán được một bộ này.
Đâu đây, này có thằng ra 300 rồi, anh coi còn không? Đâu? Ừ. Đâu? Ai bán thiệt tinh nào qua giao dịch luôn này? À, Renzi Den. Ai bán thiệt tinh nào một bộ qua đây giao dịch này anh em ơi? Giao dịch đâu anh ơi, giao dịch đâu anh ơi? Thương Dương bán ngựa. Xuống sắt luôn em. Một lần cuối này rồi Khải ộp luôn em ơi. Lần này lần cuối nha anh em. Tối Khải không tiếp nha anh em. Nếu mà không lên thì tối không tiếp. Alo, có ai hỏi không? À, cậu tôi bạn ơi hả? Tôi kỳ truy của tôi hoán binh 11 lần mới ra làm 1 phát 1. À, từ cậu tôi bạn ơi. Lấy anh 6 dòng xu thối giùm anh đi. Lấy 6 dòng xu thối giùm anh. Anh đưa em kim á, anh không có xu. Đây em cúi lại rồi nè. Alo. Cho nói cho bạn xin 30 giây đi. Rồi. Cái virus tên nào của tôi bán rồi nha. Tôi nghĩ nha. Tối đâu nét ủng hộ nếu không ra. Ok Ngọc Bảo này, anh em ok anh em này, anh em cứ ủng hộ thì Khải khô máu hết. Ủa sao không thối anh xu em? Hả? Đây, em thối cho nè. Đâu thối đi à, anh ép cái hết xu rồi. Kêu lên cái bãi của ông đen. Bãi ông rất đồ ngon. Kim đâu anh? Ủa Kim, ủa? Bãi cơm. Anh đưa cái ông cỡ tôi bạn ơi một Kim mà. À, cái tôi vậy. Chúc em đưa hả, giao dịch em ơi, anh hết xu rồi. Cái đó người khác nha, không phải em nha. Giao dịch anh 600 xu. Anh em nào lên đó chuyện này. Hết kim rồi, còn có mấy kim mấy công đi đội quá. Vậy ai kiểu gì tôi á? Giao dịch chưa có bảy rồi mà. Hết bên rồi đó. Ừ, không bên thì giờ lấy rồi, ý là còn cái bộ thị tinh đó, bộ thị tinh này. Tí chị em ấy. Tí chị em không biết đâu. Rồi. Ôi gì em, thôi anh 600 xu chứ. Một bộ thì tính 400 xu thôi em ơi. Thôi anh 600 chứ em. Thôi anh 600 em ơi. Nào có muốn biết ảnh tương nè. Rồi. Làm một phát anh em ơi, một phát nữa là ộp luôn nha anh em. Một phát nữa là Khải ộp luôn nha anh em ơi. Khải ộp này tối hẹn gặp lại anh em ở tối nay nha anh em. Tối nay nếu mà được anh em ủng hộ donate này nọ thì Khải sẽ khô máu tiếp. Đó. Khải sẽ khôn máu tiếp luôn. Ôi, lần này em lấy cái 300 rồi hả? Ok em luôn. Em ở wow ra được tuyệt ảnh vãi nồi à. Ok anh em luôn, bây giờ tiếp tục anh em ơi. Có khi nào lần này nó rớt không ta? Đủ max hai lần liên tiếp anh em. Ôi cậu mẹ, khôn máu này đang có khôn máu là một ạc này em ơi. Khôn ạc thứ hai đi. Khôn máu mà. Rứt cái cuối ra luôn ấy hả? Ừ anh em lần này lần thứ 5 nha. Ui sao lần này lần thứ 5 nha anh em. 15 cái anh thua gì? Thẳng tiến đi. Được thì được, không được thì tiếp. Cần mua cái nỏ đang đeo luôn nha. Bán luôn cái nỏ đang đeo nha. Ừ. Nó nào anh? Nó nào? Ai vậy? Ray chưa định. À đồ từ đó, thì nãy thằng em bùi yêu nó nói trước á. Được Khải hỏi ví dụ như ra cái nỏ đúng không? Khải ra giá thử mua được hay không anh em tự tính nha. Chứ giờ nói thằng bù yêu trước rồi, nói thằng em bù yêu trước rồi. Không nhận bất kỳ loại kèo gì ngoài hàng binh. Rồi tiếp tục. Bỏ đăng kiếm nè. Tiếp tục anh em. Gì vậy em? Tí đâu mua cho em, tí đâu mua cho em. Là bao nhiêu xu á? 2k2. Lâu muốn chơi mà không ai chạy game à. Hello đam mê Võ Lâm nha. Đêm mới vào Lâm inbox vào fanpage đó bạn ơi. Inbox vào fanpage đó. Bernardo sẽ hướng dẫn cho đêm mơ Võ Lâm ơi. Rồi làm lần cuối nha anh em. Làm lần cuối nha anh em. Em bán tầm 2 kim rưỡi rồi. Ngon thế. Ui yêu ngon thêm. Vâng em vừa đang ngồi tuyệt ảnh đó nè. Vĩnh Viễn hả? Anh mà muộn tí hôm nay không phải là ui yêu nó bán rẻ. Không biết ui yêu bán bao nhiêu vớ vẩn. À, em sẽ ghi nhận câu nói đấy và bữa sau em sẽ bán ra cao hơn. Thôi hả em? Em có đang ngựa đâu, đang con tuyệt ảnh. Thành công! Lần này lần thứ 5 nha anh em, đồ xanh không ra nữa Khải, ộp livestream luôn nha anh em. Nói giỡn nha anh em chứ lần này không ra hay ra cũng vậy chứ Khải ộp livestream anh em ơi. Lần này thì nói chung là livestream cũng gần 4 rồi. Thành công nha anh em, thành công nha anh em.
trả giá nó bao nhiêu giờ? Ngọc Bảo, Khải tối nay live mấy giờ vậy? À Khải online 7 giờ tối nha. Ngọc Bảo ơi, Khải online 7 giờ tối nha anh em. Thành công nha anh em. Thành công nha anh em. Trả bao nhiêu để anh trả nào? Giá bao nhiêu là hợp lý để anh trả cái giá? 500 xu là cao. Thành công nha anh em. Nó! Woo! Thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa anh em? Thấy gì chưa? Alo, alo, nổi giá nọ anh luôn. Thấy gì chưa? Khải nổi chơi là khô máu mà anh em. Nó một server, cái nó một server. Đánh tông kim bao chắc anh em. Thì nói chung là đỡ Khải nói chuyện với Bù Yêu trước đã rồi. Cái gì nói chuyện với anh em Renden sau nha. Không, nói chung là... Đúng rồi, anh phải nói riêng em trước Bù Yêu ơi. Anh cứ công khai đi. Không công khai được, em kêu anh nhường cho em trước mà sao công khai được. Anh cứ nói em không ưng. Okay, okay. Ừ, anh mà nói giá mà em không ưng á thì anh sẽ bán cho người khác hoặc là anh ra ngồi đó là chuyện của anh, hiểu chưa? Tại vì anh thích. Mà, anh thải. Ừ. Đó, anh em thấy chưa? Nhưng mà anh đang like xem BM. 44 điểm. Không không BM chi em tí nữa đã, bây giờ anh nộp like đã. Đó, anh em xem nha. Giờ là anh nứng lắm rồi. Giờ là cái nọ này rồi. Quá chắc rồi anh em ơi, cái này nó thiệt, nói chung Khải á, Khải đam mê đánh tông kim. Nên là Khải nói với anh em một câu nè, nhiều anh em không hiểu tại sao Khải lại bỏ một số tiền thiệt là nhiều để mua cái nọ này rồi là Khải đánh tông kim. Tại vì á, Khải gì này, em mới mở luôn này. Cái nọ này á là vào tông kim. Khải cánh lách đạt tốc 201 của đường môn, tốc cao nhất của đường môn trong tông kim nha anh em. Nếu như anh em mang cái nọ tốc 20 sát thương đi thì anh em vẫn được 201 mà thôi. Đó, còn cái nọ này Khải bảo đảm với anh em 100%, Khải đánh tông kim sập server. Đó, được chưa? Đó, anh em có hiểu vấn đề là như vậy. Anh Khải ơi. Em tính bán cho cái này 900 xu nè. Xui quá. Đấy cả em vừa ở trên thế giới vừa bang á. Cái không thức liên sát thương 2 kìa anh em. Anh thấy nhưng mà không bằng của mình được. Ok. Thôi, cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã donate làm cái động lực này em ơi. Trời ơi, đồ ma đúng cái cuối cùng mình cứ hôm trước vậy, mình kêu cái cuối cùng không được hay không được mình cũng đi ngủ. Đồ má ra luôn. Đi. Má. Mớ tiền hên quá anh em ơi. Đây. Cho em đứng gần. Cái nó này là bao chắc rồi anh em ơi. Nói chung là ra là cảm ơn anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em xem livestream với lại anh em trên ban hội luôn. Cũng ủng hộ nó mới lên được chứ đâu phải anh em một mình lên được anh em. Anh Thiệt ơi. Ao. Quá chắc. Em đang thải rồi, em bảo nha. Sao em? Mình kêu là nó bỏ nó đi ngủ rồi. Ngồi máy đi. Đây. Ui, đủ má mang cái nọ này. Má lực tay vái luôn. Anh ơi, giờ em đứng gần đấy. Em đã bảo em hên mà. Không, anh tính chính xác mà. Cái nọ này nếu mà anh lên là lực tay sẽ lên 200. Không, Khải tính không sai nè mình. Anh em Khải, coi cái nọ cũ nha. Nọ cũ của Khải là 3.916. À, em thấy không? Lên đây là nọ cũ này. Nọ cũ hôm trước Khải mua 17-18 kim này. Hả? Đó. Còn này nọ mới này. Đó, thấy chưa? Nọ mới là hơn 200k, 200 lực tay. Lực tay hơn 200 em ơi. Tại biết trường mạch bắt không nè. Nọ quá đẹp anh em ơi. Phải nào đấy? Trời anh ơi. Đó. Tại biết trường mạch bắt không tốn tiền. Em thấy chưa? Bảo là đang là stream nữa chứ. Sao em? Không, không em anh Khải à. Khi kìa nó để bãi cứ để em đi anh em tự lên. Mấy ông làm gì biết bãi của tôi. Ờ à. Lên ông em xin lại bãi của mình. Nè tôi gửi tọa độ lên cái để BK. Em bùi yêu ơi anh, để em bùi yêu ơi. Để em ghét em. Tôi bãi ạc rồi. Ờ ông viết được cái thông giải của ta đi. Ok anh em. À, nói chung đang nói nha em. Ta độ lên cái phòng giải BK nha. Nó quá đẹp, quá chất luôn nè, quá chất cái đường môn luôn. Bán cái cọc di chuyển được nhiêu không? Ông xin cho bán. Bán cọc di chuyển được nhiêu? Ok anh em này. Bán cọc di chuyển được 3 triệu. Tới nhận một ly cà phê. Ok anh Ngọc Bảo nha. Cái gì tới có donate thì cứ thông báo là Khải đã biết nha anh em. Đó. Em xem cái nọ này. Đấy, nọ này Khải đánh bằng ngon. Tại vì ngày 27 là NBNT nó ra mắt server mới á. Đúng rồi, anh em ủng hộ thì Khải sẽ có tinh thần làm clip hoặc là hóng binh này nọ, những cái mà đọc lạ server cho anh em xem. Nói chung thì một mình Khải cũng không có làm được, cái gì cũng vậy. Anh em có ủng hộ tinh thần này nọ hoặc là này cái gì đó thì Khải mới làm được, chứ một mình Khải sao Khải làm được anh em. Nói chung cũng nhờ anh em cả. Cũng nhờ anh em cả. Rồi, tôi gửi bãi trên phòng giải BK. Cái nọ này á, hiện tại nha, cái kiếm là mua 18 kim. Cái kiếm 18 kim này. Rồi hóng binh 5 phát.
là cái này phải hơn 25 kim anh em, 25 kim. Nói chung không bán đâu anh em ơi, cái này khả không bán đâu. Không bao giờ bán. Sao sao? Đúng rồi, nó cũ vậy hơn 20 kim mới bán chứ, tầm này sao bán rẻ được. Nó lại lại em đuổi một cái tà độ với nó, hiểu không? Chung là nó cũ hơn bao nhiêu đâu. Anh em hơn siêu một xíu à. Tôi có cái vụ mà chạy tà độ sẵn á, mấy anh tự xử. Tự lên đi. Ok anh em, thôi giờ cũng không còn gì nữa, Khải chắc Khải ộp nha anh em ơi, Khải ộp, Khải ngủ một tí anh em ơi. Ngủ một tí rồi hẹn anh em tối nay lên tối nay Khải sẽ thi đấu giải giải đấu Võ Lâm Minh Chủ anh em ơi. Tối nay Khải sẽ thi đấu giải Võ Lâm Minh Chủ liên server. Tối nay Khải sẽ đánh giải Võ Lâm Minh Chủ liên server nha anh em. Và hẹn anh em tối nay vào lúc 7 giờ tối nay. 7 giờ tối nay Khải sẽ chính thức đánh 4 trận. Tối nay sẽ bắt đầu đánh nha anh em. Tối nay sẽ đánh bắt đầu đánh giải đấu Võ Lâm Minh Chủ liên server nha anh em. Đó, hẹn anh em tối nay nha. Tại bây giờ thì bên server này thì cái nỏ này Khải đánh sập server luôn nha anh em. Không bao giờ bán nha anh em. Lúc nãy là hoán ra cái đao á là con lôn nha, con lôn mang đánh tống kim bao chất luôn nha anh em, mà Khải không bán anh em ơi. Khải không bán. Khải muốn là thành cái nỏ của Khải độc độc nhất vô nhị của server chứ không bao giờ bán. Đó. Ok Ngọc Bảo nè, gửi Khải ly cà phê một kim trước này. Ok anh em. Qua Lâm An kìa. À, đâu anh em, không biết thằng em nó được tí lận nào không. Đâu anh em. Lâm An gì anh em, qua Lâm An làm gì? Ai kêu qua Lâm An vậy? Ad nem đọc kia Khải vẫn còn đỡ anh em ơi, Khải chưa bán anh em. Ad nem đọc Khải vẫn chưa bán anh em. Ok. Không sao bán rẻ được anh em, cái nọ đó hôm trước Khải mua anh Thạch lại. Cái nọ đó phải bèo phải hơn 15 kim đó anh em. Cái nọ đó phải hơn 15 kim anh em. Lâm An tiền trang hả? Ok. Vụ gì anh em? Donate hả? Nói chung là cái nọ này là Khải muốn là Khải đỡ đánh độc quyền server chứ Khải không muốn bán. Chứ nếu lúc này Khải muốn bán là cái đao, ra cái đao sát thương là Khải đã bán rồi. Tại vì là cái đao nó sẽ hơn cái nọ nhiều, tại vì server rất là nhiều con luôn. Còn cái nọ này giờ Khải xài thôi anh em ơi, không bán được rồi. Đúng rồi, củ ít lông nhiều anh em, củ ít lông nhiều anh em ơi. Đúng rồi, củ ít lông nhiều anh em. Ai vụ gì anh em? Nói chung thôi, được, Khải ộp livestream rồi. Ai đứng ở Lâm An tiền trang đâu. Đúng rồi, nói chung không có rẻ được đâu anh em. Không rẻ được đâu anh em ơi. Mất mớ tiền anh em ơi. Khải rào nô 1 server nè. Hồi nãy là cái đao nha anh em. Đó, hồi nãy là cái đao. Bây giờ sẽ là cái nỏ. Đó, Khải không bình nữa. Nói chung là Khải chơi á, là chơi cho chắc, còn chơi thì thôi. Đó. Hàng nào cũng độc mà bán trên 25 kim, đúng rồi. Phải tầm đó thôi anh em. Đây Khải ơi, à ok. À, hàng lên đi. À đây là Ngọc Bảo hả? Ngọc. Hãy hôn từ từ em ơi, Ngọc Bảo ok, Ngọc Bảo, cảm ơn Ngọc Bảo này. Không có đâu mà server hiếm lắm, không có đâu. Thế Ngọc Bảo nha. Ok anh em. Tối hẹn anh em vào lúc 19 giờ hôm nay. Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ anh em nhé. Tối nay Khải đánh anh em, tối nay Khải đánh anh em. Tối mình gửi 9 kim. Oh, ok Ngọc Bảo nè. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bây giờ Khải xin phép anh em Khải ộp một tí anh em ơi. Khải xin phép anh em Khải ộp một tí rồi Khải nằm một tí rồi tối đánh anh em ơi. Tối đánh nha anh em. Ok. Quá sướng luôn anh em ơi. Nói chung ra cái nỏ là mừng vãi nổi anh em ơi. Má. Cứ ra cứ thành công là mừng vãi đái luôn anh em ơi. Cứ thành công là đúng sướng luôn anh em ơi. Đó anh em. Ok bây giờ thì Khải xin phép ộp livestream cho anh em. Ok bye bye anh em nha.